Xin chào quý anh chị và các bạn đã đến với góc chia sẻ của gia đình nhà Ella. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục chia sẻ đến cho những cái anh chị mà thích làm giá đó một cái phương pháp nữa ha. Mình sẽ chia sẻ thật là nhiều những cái phương pháp khác nhau để mọi người có sự lựa chọn đó. Cái phương pháp nào mà mình cảm thấy thích hợp cho mình thì mình làm. Cách nào thì mình thấy nó cũng dễ hết. Như hôm nay nè thì mình sẽ chia sẻ cái phương pháp cho những cái chị nào mà không thích giặt khăn á. Bởi vì mình làm theo cái cách này thì mình không cần phải giặt khăn nè, không cần phải tốn giấy, cũng không cần phải sử dụng cái rổ luôn đó, chỉ cần một cái nồi thôi. Sau 3 ngày, đúng 3 ngày nha, là mình sẽ có được một cái mẻ giá thật là thích luôn đó. Thật ra mình dùng cái nồi hay là cái chảo hay là cái thùng hay là cái thau cũng được nha. Sở dĩ là mình sử dụng cái nồi để cho nó tiện á, nó có cái nắp á, mình đậy vào là xong. Còn ví dụ mình dùng cái thau thì mình sẽ lấy cái gì mà nó bự hơn cái thau á, rồi mình đậy lên bên trên cũng được ha. Không là mình lấy cái bịch bi lông đen mình đậy cũng được, không sao hết. Như hôm nay là mình làm cái này là đậu xanh nè, mình sử dụng ở đây là hơn nửa chén con á. Đó là mình sẽ cho vào cái chảo này ha, cái chảo cái nồi này nè. Mình vo giống như vo gạo á, để cho cái nước đầu nó được sạch á, tại đậu này nó cũng không có được sạch lắm đâu, nó dơ lắm. Đó, mình vo cho nó sạch sạch một chút. Rồi nước thứ hai mà nó chưa sạch thì mình lấy cái nước thứ ba. Đó, chừng nào thấy nước trong trong sạch sạch như thế này là mình ngâm. Đó, khi mà mình trà nó mình ngâm như vậy thì mình để ý ha, những cái hạt nào mà nó lép hay là nó bị gãy bị mọt đó là mình cũng bỏ nó ra luôn. Đó là mình sẽ ngâm đậu ha. Bây giờ bên mình là 10 giờ tối rồi, mình sẽ ngâm tới 7 giờ sáng ngày hôm sau ha. Thật ra ngâm đậu này á, mình nói chính xác tiếng á, thì nó cũng không có được đâu. Tại vì tùy vào thời tiết từng vùng từng nơi mà mình làm nữa đó. Như ở bên Mỹ này á, ví dụ như là mùa đông á, thì ngâm nó sẽ dài hơn. Mà thật ra mùa đông hay mùa hè thì trong nhà mình nó có cái máy điều hòa đó các bạn, lúc nào nó cũng nằm khoảng 20 mấy độ C hết, 22, 23 độ đó. Thì mình ngâm đậu thường là, nếu mà mình ngâm đúng là 18 đến 20 tiếng cơ. Còn như hôm nay thì chưa có đủ, nhưng mà bây giờ tới giờ mình đi làm rồi đó, nên mình quay cho các bạn để mình làm video đó. Thì ở Việt Nam mình nó nhiệt độ đôi khi nó nóng lắm, nó lên tới 30 mấy độ á, nên là khi mà mình ngâm á là khoảng trong vòng 6 đến 12 tiếng á, là đậu của mình là nó nở dữ lắm rồi. Đó, nhưng mà nó chính xác tiếng thì không được, nhưng mà các bạn cứ ngâm đậu đi. Xong rồi các bạn để ý thấy cái hạt đậu của mình mà nó nảy mầm nó như thế này rồi nè, là mình sẽ chắt bỏ cái nước ngâm đậu đi, rồi mình rửa sơ cho nó sạch, rồi mình bắt đầu làm được rồi. Mình bắt đầu tính giờ để làm được rồi. Thì như ở đây thì mình chỉ gạt sạch cái nước ở trong nồi đi, rồi mình sẽ cho đậu nó vô cái nồi ha. Bây giờ là buổi sáng mình mới làm ngâm nước xong, nên là mình không có tưới nữa, mình chỉ đậy nắp vào thôi. Đó, tối nay đi làm về thì mình sẽ tưới nước cho nó. Một ngày thì mình sẽ tưới 2 lần ha. Còn nếu các bạn nào mà có thời gian thì tưới 3 lần. Ở Việt Nam mình bây giờ là nhiều anh chị giờ đang ở nhà đó, có thời gian thì mình để ý tưới 3 lần thì đậu của mình đó sau 3 ngày nó sẽ lớn hơn là của mình đang làm ở đây một chút. Khi mình tưới nước thì mình hé cái nắp ra như thế này nè, rồi mình lấy cái vòi nước mình cho nước vào. Mình cho nhiều nhiều nước chút nha, cho nó ngập cái phần đậu á. Mình sẽ ngâm đậu trong vòng 15 phút ha. Còn nếu mà quên thì để 20 phút hay 30 phút thì cũng không sao hết á. Sau khi ngâm đậu từ 15 đến 30 phút thì mình sẽ hé cái nắp ra giống như lúc nãy mà mình cho nước vào đó, là mình gạt nước đi ha. Nhớ là phải gạt cho bằng hết nước đi nha, chứ để nước còn nó là nó sẽ úng, tại vì cái này mình làm trong cái nồi mà nó không có cái lỗ thoát nước đâu, nên mình phải đổ dốc thẳng cái nồi lên mình gạt cho hết luôn. Nếu mà các bạn sợ cái nước còn thì các bạn lấy cái rổ đó, các bạn để bên dưới đổ ra cái rổ thì nó sẽ sạch nước hơn. Còn không thì mình gạt như vậy cũng được. Bây giờ là sau một ngày rồi nè. Sáng hôm qua mình không có tưới, tối hôm qua là mình tưới, là mình cho các bạn xem nó, nhưng mà lúc đậu nó nhỏ quá nên mình không có để ý. Rồi bây giờ là mình sẽ quay sáng hôm nay là mình bắt đầu tưới, là đúng chính xác là đậu của mình được một ngày rồi đây nè. Đó, sau một ngày á, là mình thấy đậu của mình nó đã thành giá rồi nè, nhưng mà còn rất là nhỏ, đa số là phần rễ nó ra nhiều thôi chứ thân chưa có. Đó, mình cũng cho nước nó ngập ngập lên phần đậu như vậy ha.
đó, cho nó thoải mái. Bình thường là mình làm là mình sẽ không có mở nắp ra, tại vì mở nắp như vậy là nó sẽ giá nó sẽ tiếp xúc với ánh sáng đó, thì mình khi mà mình làm thì nó sẽ ra cái phần hạt đậu nó bị đỏ đỏ, nó không có được đẹp á. Nhưng mà cái này là mình làm mình quay phim cho các bạn xem nên là mình mở ra luôn để quay cho nó dễ đó, cho các bạn dễ theo dõi. Nó mà thật sự mình cũng thích xem cái đậu của mình nó phát triển như thế nào lắm, đôi khi mình cũng mở ra mình coi hoài á. Đó thì mà mình thấy ở đây mới có một ngày mà đậu của mình là các bạn để ý nó ra cái phần vỏ đó nó cũng bong ra nhiều rồi ha. Nó sẵn mình lượm đi luôn. Rồi mình bây giờ là mình đậy nắp vào rồi mình gạn cái phần nước này đi ha. Mình không có để lâu quá đó. Lâu quá thì đậu của mình nó sẽ bị đỏ. Đây là cái phần đậu của mình sau 2 ngày. Đúng 2 ngày. Đó, bây giờ là mình lại tưới nước tiếp ha. Chứ cái này đậu nó còn nhỏ lắm, chưa có ăn được đâu. Mình ăn như vậy nó heo lắm mà nó cũng không ngon nữa. Cái mùi nó còn nồng lắm, mùi đậu nó còn nồng lắm. Mình cũng sẽ tưới y như là cái lúc mà mình chia sẻ với các bạn đó. Và đây là cái phần giá đỗ của mình sau đúng 3 ngày làm ủ luôn nè. Đó. Nhìn ngon không? Cái này mà mình để thêm một ngày nữa là 4 ngày thì giá của mình nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ dài hơn ha. Tuy nhiên là mình làm một cái nồi này nè, nó hơi nhỏ. Đó, bây giờ mà muốn để nữa thì phải cho qua cái nồi nó to hơn á. Mà mất công quá, với lại tối nay mình cũng có việc á, mình nấu cháo vịt á, mình cũng lấy giá này ăn rồi. Nên là sẵn sáng nay mình để đúng chính xác 3 ngày mình quay cho các bạn xem luôn. Đó, thì mình cũng chưa có thu hoạch đâu, bây giờ mình quay để mình đi làm thôi. Một chút nữa là mình sẽ đậy nắp vào á, mình không có tưới nhưng mà mình vẫn đậy nắp. Rồi tối nay là nó sẽ còn lên đẹp hơn nữa. Đó. Nó lên chậm hơn là mình tưới nước, nhưng mà được cái là mình không muốn tưới nó để cho cái giá này nó lên chậm nhưng mà nó được khô đó. Mình bảo quản nó sẽ được lâu hơn. Cái phần giá này của mình thì mình thấy là nó cũng khá là ok đó. Cái phần rễ của nó ra cũng hơi nhiều một chút xíu nhưng mà không sao. Làm nó không được đẹp bằng mình cắt rễ, nhưng mà rễ mình vẫn ăn được các bạn, vẫn ngon như thường, không có sao hết. Cái này là do các bạn có để ý cái phần đậu của mình nó hơi đỏ đỏ không? Cái đó là do mà mình mở nắp ra mình quay phim đó, mình quay nhiều quá nên là nó bị đỏ thôi. Còn các bạn làm không có quay ấy, thì các bạn tránh ánh sáng thì nó sẽ không bị giống mình đâu. Cái phần đậu của mình nó lúc làm có một chút xíu thôi, hơn nửa chén tí mà giờ ra quá trời luôn. Cái này mà cân lên chắc mình nghĩ phải 1,5 kg có á, phải 3 pound á. Bây giờ bên mình Việt Nam á, các anh chị đang nghỉ do dịch của quá trời luôn, ở nhà rồi ít ra ngoài đó, rau cỏ đi mua cũng khó khăn nè, mà mua nhiều khi rau còn không được ngon mà bảo quản không được lâu nữa đó. Các bạn có thể mua đậu để dự trữ ha, rồi lúc nào cần thiết thì mình làm giá trong gia đình ăn như vậy nè, rất là tiện mà nhanh nữa mà ngon nữa đó. Còn các bạn thích chế ra những cái món khác như là rau mầm thì các bạn chỉ việc mở nắp ra, sau 3 ngày mở nắp rồi các bạn để chỗ cái cửa sổ cho nó có ánh sáng á. Đó là để qua một ngày là nó thành rau mầm ngon lắm. Sẵn đây thì mình cũng chia sẻ cho các bạn một cái loại trái cây ở bên mình ha. Mùa này rất là nhiều nè. Đó là trái sung Mỹ đó. Trái sung Mỹ này thì nó to lắm. Đó, mình cứ thấy nó mềm mềm là mình hái là mình biết nó chín rồi. Cây này hôm nay là mình hái ra nhà anh Michael á, bạn của anh xã mình đó, là mình hái chứ không phải nhà mình nữa. Cái này là mình hái được mấy trái nè. Mình mới hái xong nè. Một tay của mình là cầm được 3 trái. Khi mà mình bẻ đô cái trái sung nó ra thì nó sẽ như thế này nè. Cái này mình mới hái nên là nó còn dính mủ à, nó rớt mủ ra phần tay mình nè. Trái sung này khi mà mình ăn á, nó có cái vị ngọt. Cái này kiểu như nó mới chín tới á, nó chưa có chín nhừ nên là nó còn có cái vị ngọt nhẹ và nó hơi thanh thanh chua chua. Chứ còn cái này mà nó chín mà nó mềm thì nó mềm á, nó mềm như cái quả này nè, nó mềm và nó vàng như cái quả đó thì
nó không còn cái vị chua nữa mà ăn nó sẽ có cái vị ngọt đậm hơn. Dạ. Yeah.